về 32 cộng 15 cộng 91 trừ 25 cộng 37 cộng 60 có bao nhiêu quả của bạn ạ? Rồi, giờ kết quả ra đây như thế nào? Cô đã thấy các kết quả giống nhau và kết quả cuối cùng của bạn trên lá 210 chính xác. Trừ 20,3 cộng 25,9
cộng 22,3 và kết quả của con là